chấn động, tiên tri báo trước cực chính xác. Tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, kêu trời trời cho lộc, bất ngờ nổ trúng lớn, còng lưng gánh không hết của, tiền bạc phủ phê, đúng tháng 7 âm lịch 2024. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin kính chúc quý khán giả luôn may mắn, mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Chúc quý khán giả tháng mới luôn gặp vạn sự lành, phú quý bình an. Quý bản mệnh tuổi Bính Ngọ thân mến, tôi biết không phải vô duyên vô cớ mà bản mệnh lại đến được đây, mà phải thật hữu duyên hữu ý thì ta mới có thể gặp nhau tại giây phút tâm linh đặc biệt này. Mong cầu lớn nhất, duy nhất của những lời tiên tri không phải là dự báo trước về tương lai, nhưng nó chính là bản lề song hành cùng cánh cửa vận mệnh con người. Hưng thịnh hay suy tàn, giàu sang hay nghèo khổ, từ cổ chí kim, từ đông sang tây, đến thời hiện đại, các nhà tử vi, các nhà phong thủy, các nhà chiêm tinh học đang ngày đêm nghiên cứu và đúc kết số mệnh của con người, nhất là trong những năm gần đây. Chắc hẳn nhiều quý khán giả đã nghe nói rất nhiều đến các nhà tiên tri, trong đó có thần đồng tiên tri Ấn Độ, là người nổi bật hơn cả. Khi đã 5 lần dự đoán chính xác 100% về vận mệnh nhân loại, cùng với những thảm họa xảy ra và mới đây nhất, cậu cũng có những dự ngôn gây sốc về vận mệnh của nhân loại, nhưng có liên quan mật thiết đến số mệnh của 12 con giáp trong năm 2024, năm cuối cùng của đại nạn thế kỷ nhân loại, trong đó tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 là nổi bật hơn cả. Nếu bản mệnh may mắn là một trong số những con giáp sắp được luận giải này, bản mệnh có thể hưởng vận may, chuyện làm ăn trở nên thuận lợi hơn, những việc khó khăn được đẩy lùi, đặc biệt là tháng 7 âm lịch năm 2024 này, mọi chuyện phát triển hanh thông. Vạn sự như ý, tài lộc song toàn, đem lại cho bản mệnh cuộc sống vui vẻ, đủ đầy hơn so với các giai đoạn trước đó. Vậy, vận may nào sẽ đến với Bính Ngọ sinh năm 1966, làm sao để tận dụng các cơ hội ban tới? Tất cả những điều này đều được Minh Đường Tử Vi giải đáp trong video ngày hôm nay. Xin mời quý khán giả hãy cùng theo dõi thật kỹ video và chiêm nghiệm nhé! Đầu tiên, tổng quan về tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Hình tượng ngọ, ngựa trong tiếng Hán cổ, bên trái trông như một cái mác, cũng có thể hình dung một mũi tên vừa bay ra khỏi cung hay cái chày giã gạo. Chữ ngọ gợi cho ta cảm giác về một dụng cụ hữu ích, mạnh mẽ và đang chuyển động. Ký tự phong thủy bên phải của ngọ cũng gây ấn tượng về một nguồn năng lượng tự nhiên mạnh mẽ. Người tuổi Bính Ngọ không quan tâm nhiều tới tiền bạc, khi có tiền họ sẽ tiêu, khi hết tiền họ sẽ kiếm thêm tiền, với họ tiền không làm nên hạnh phúc. Tuổi Bính Ngọ coi tiền bạc như lớp kem phủ trên chiếc bánh gato, cũng cần có một chút, họ sẽ tiêu tiền vào những việc lý thú thay vì tích cóp chúng. Quản lý tiền tốt, nhưng họ thường mất hứng thú với mục tiêu kiếm tiền của mình, mong muốn thử nghiệm mọi thứ và khả năng nắm bắt dễ dàng những vấn đề mới, giúp tuổi Bính Ngọ phù hợp với hầu hết công việc. Tuy nhiên, họ cần cân nhắc khi chọn những ngành nghề đi kèm mệnh lệnh và quy tắc cứng nhắc, con giáp này cũng sẽ từ bỏ những công việc mình cho là nhàm chán. Nhờ giỏi giao tiếp, nên tuổi Bính Ngọ sẽ thuận lợi trong các công việc cần tiếp xúc với nhiều người. Nhu cầu được độc lập và dựa vào chính mình, khiến họ thèm muốn quyền lực và phù hợp với các nghề nghiệp trong lĩnh vực thông tin đại chúng. Một số lựa chọn nghề nghiệp tốt cho tuổi Bính Ngọ, giáo viên dạy văn học hoặc ngoại ngữ, phiên dịch, nhà báo, người làm công tác quảng cáo, diễn viên, nhân viên kinh doanh. Người tuổi Bính Ngọ quý trọng tự do và tôn thờ độc lập, là con giáp dương, Bính Ngọ rất cần nhiều không gian để lang thang, tuổi này không thể chịu được các lịch trình. Thời gian biểu cứng nhắc, cũng như các quy định và quy tắc nhỏ nhặt, đơn giản là họ không có đủ thời gian hoặc sự kiên nhẫn cho những thứ này. Người tuổi Bính Ngọ năng động, tràn đầy năng lượng và lòng nhiệt huyết, đa số họ sinh ra để làm việc, tuổi này thường lao động hết mình, bất kể đó là việc gì, mệt mỏi hay khó khăn, chồng chất không thể ngăn họ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, tố chất mạnh mẽ và bền bỉ này giúp họ trở thành những nhân viên xuất sắc. Trong tất cả các tuổi, ngọ là con giáp dũng cảm nhất, cũng giống như những chú ngựa can đảm, bao đời giúp con người di chuyển trên những chặng đường dài hay đương đầu với kẻ thù trong các cuộc chiến khốc liệt. Người tuổi Bính Ngọ thể hiện sức mạnh nội tâm, mãnh liệt và quyết tâm sắt đá, ngay cả khi phải đối đầu với khủng hoảng và khó khăn. Họ vẫn tiến lên phía trước, họ luôn muốn dốc hết sức lực của mình để thử thêm một lần cuối, đó cũng là biểu hiện của sự tự tin to lớn trong họ. Tuổi Bính Ngọ sẵn sàng đối đầu với thử thách ngày càng khó khăn hơn, tràn đầy dũng khí, họ sốt sắng vượt qua dòng sông trở ngại. Không chỉ mạnh mẽ, người tuổi Bính Ngọ còn là những con người đáng tin cậy, chân thật và trung thành. Nếu đã hứa hẹn điều gì, họ sẽ cố gắng hết mình để thực hiện, họ chẳng mấy khi khiến bạn phải thất vọng. Tuy rất kiêu hãnh và tự lập, người tuổi Bính Ngọ vẫn cần bạn đồng hành. Họ cần một bờ vai để có thể chung sống hài hòa, để được chỉ dẫn khuyên nhủ, cũng giống như ngựa tốt,
cần đến bàn tay chăm sóc của người cưỡi. Tuổi Bính Ngọ cần có bạn bè hoặc bạn đời tốt để bộc lộ toàn bộ sức mạnh và ý chí, hoạt bát, tốt bụng, mau miệng, hài hước. Người tuổi Bính Ngọ thường thích hội hè và được nhiều người biết đến, nhiệt tình và thẳng thắn. Họ rất dễ kết bạn. Các mối quan hệ xã hội cực kỳ quan trọng với người tuổi này và họ thường có nhiều bạn bè thân thiết. Họ thích dành phần lớn thời gian với một nhóm bạn và rất quan tâm tới cách người khác cảm nhận về mình. Thật khó để người tuổi Bính Ngọ giữ được bí mật cho riêng mình. Thoải mái, tự tin trước đám đông, người tuổi Bính Ngọ là một diễn giả rất có sức thuyết phục. Họ không ngại nói ra sự thật, họ cũng quá chính trực và vô tư để có thể lùi bước trước sự bất công. Với trí thông minh tuyệt vời, giúp tuổi Bính Ngọ nắm bắt vấn đề mới một cách dễ dàng. Họ có khả năng thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ, nhưng không phải bao giờ cũng hoàn thành công việc đã bắt đầu. Họ luôn mải mê săn đuổi cơ hội mới. Do có quá nhiều mối quan tâm, tuổi Bính Ngọ thường chọn công việc theo hứng. Họ hành động một cách bộc phát và hiếm khi cân nhắc chúng một cách kỹ lưỡng. Vì vỡ mộng, vì kết quả không được như mong muốn, họ có thể bỏ dở công việc và chuyển ngay sự chú ý sang vấn đề khác. Nhanh nhẹn và linh hoạt, người tuổi Bính Ngọ thích nói năng, suy nghĩ, ăn uống và hành động một cách chóng vánh. Do đó có xu hướng bỏ qua các chi tiết, họ yêu luyện tập, cả thể chất và tinh thần và để thỏa mãn tính thất thường của mình. Họ thay đổi ý định liên tục và thậm chí thường xuyên mất hứng thú với các dự án trước khi chúng được hoàn thành. Nhờ đa tài, người tuổi Bính Ngọ có thể thành công trong rất nhiều việc, tuy nhiên họ lại rất khó chịu đựng thất bại. Nếu sự việc không thành, họ thường không thể làm tiếp công việc đã đổ vỡ. Tuổi Bính Ngọ thường bướng bỉnh và cứng đầu, tính khí bốc lửa và khả năng thay đổi tâm trạng nhanh như gió, đôi khi khiến họ trở nên nguy hiểm. Con giáp này không bằng lòng với bất kỳ hình thức kiểm soát hay tạo áp lực nào và rất ghét bị dồn vào đường cùng. Trái lại, họ thích làm mọi việc theo cách riêng của mình. Người tuổi Bính Ngọ có thể hơi quá tập trung vào bản thân và đôi khi còn nổi cơn tam bành khi mọi chuyện không được như ý. Khi ai đó xoa vuốt ngựa không đúng cách, nó sẽ cắn, đá hoặc đáp trả ngay không chút chần chừ. Cũng giống như vậy, người tuổi Bính Ngọ thường phản ứng quyết liệt, để rồi sau đó lại hối tiếc về sự nóng nảy cũng như những lời nói nặng nề của mình. Dù khoác trên mình vẻ ngoài hòa đồng, tận sâu thẳm Ngọ vẫn là những kẻ nổi loạn mạnh mẽ. Tuổi Bính Ngọ có sức hấp dẫn lớn với người khác giới và biết cách ăn mặc để gây ấn tượng, không chạy theo mốt hoặc tỏ ra sành điệu. Họ yêu nhanh và thôi yêu cũng nhanh như vậy và có thể bị gọi là những kẻ ăn chơi. Nhưng tuổi Bính Ngọ lãng mạn, có thể từ bỏ tất cả vì tình yêu. Với tài ăn nói, các chàng trai tuổi Bính Ngọ rất biết cách chinh phục trái tim người đẹp. Họ yêu ai cũng hết lòng, nhưng rồi cũng chóng nguội. Rất may là cá tính này tan biến dần cùng tuổi tác, các mối quan hệ sẽ ngày càng trở nên bền vững, ổn định. Tuổi Bính Ngọ có sức khỏe tốt, có thể vì họ luôn giữ cái nhìn lạc quan về cuộc sống và ưa thể thao. Hãy dẫn ngựa ra ngoài và xem cách chúng hào hứng chạy trên các cánh đồng tự do. Ngựa thường chỉ ốm khi bị nhốt kín mà thôi. Đầu tiên là đánh giá tổng quan vận trình tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, đúng tháng 7 năm 2024 âm lịch. Tháng 7 âm lịch năm 2024, tháng Nhâm Thân, năm Giáp Thìn, bắt đầu từ ngày mùng 4 tháng 8 năm 2024, kết thúc vào ngày mùng 2 tháng 9 năm 2024 dương lịch. Thiên can Nhâm Thủy, địa chi thân kim, đặc trưng thiên sinh địa khắc, kim khí tàng tài khí. Nguyệt lệnh đế vương cho thấy thái độ kiêu ngạo của con giáp tuổi Bính Ngọ trong cách hành xử với mọi người. Bạn có thể cho rằng mình có quyền lên mặt dạy đời vì bạn khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay. Thế nhưng, suy nghĩ đó chỉ khiến bạn trở nên ngông cuồng, trẻ con trong mắt mọi người mà thôi. Không ai phủ nhận năng lực của bạn, nhưng việc bạn xem thường những người yếu thế hơn mình là điều hoàn toàn không nên. Thực tế là ai cũng có điểm mạnh riêng, chỉ là họ chưa biết tìm cách để khai thác nó mà thôi. Không ít người tuổi Bính Ngọ tháng 7 này lại tỏ thái độ hiếu thắng, thích tranh giành hơn thua với người khác từng chút một. Nếu trong vai trò người lãnh đạo, người ta sẽ đánh giá bạn là người hẹp hòi đấy nhé. Sao dịch mã xuất hiện cho thấy, không ít người tuổi Bính Ngọ có lịch trình bận rộn, thường xuyên phải đi lại, thời gian di chuyển rất nhiều và tốn kém. Nếu có thể, bạn nên có kế hoạch trước cho mọi thứ để sắp xếp chuyến đi khoa học an toàn, hạn chế tối thiểu rủi ro. Tháng này cho thấy bản mệnh càng vất vả, càng phải bôn ba, xông xáo thì thu hoạch càng lớn. Hơn nữa bản mệnh là người chịu thương, chịu khó nên sẵn sàng chấp nhận thử thách để đạt được mục tiêu của mình. Ảnh hưởng của đại thử nên sức khỏe cũng là vấn đề bản mệnh cần lưu tâm trong tháng cô hồn này. Lúc này vì dễ bị tổn thương, sức đề kháng cũng có dấu hiệu giảm sút khi bạn thức khuya quá nhiều hoặc làm việc ở những nơi có nhiệt độ quá cao trong thời gian dài. Chi tiết cụ thể từng phương diện chính như sau.
về phương diện sự nghiệp. Cương nghị, thẳng thắn, dũng cảm là một vũ khí cực kỳ mạnh mẽ, giúp con giáp tuổi Bính Ngọ có thể đối diện với mọi vấn đề, các quyết định đều nằm trong tay bạn. Chọn lựa thế nào là ở bạn, tuy nhiên không nên vì thế mà quá cứng nhắc, đôi khi linh hoạt sẽ giúp bạn có nhiều ưu thế hơn đấy. Chính ấn ghé thăm cũng là lúc để bản mệnh thể hiện sự năng động của mình trong cuộc sống. Có nhiều người phải vất vả hơn khi so sánh với những người khác, nhưng bù lại thành quả rất đáng nể. Tử vi tháng 7 năm 2024, tuổi Bính Ngọ âm lịch cho thấy, thời gian này bản mệnh có thể gặp một người thú vị trong lĩnh vực liên quan đến công việc. Người đó mang đến cho bạn một số thông tin giá trị, khiến bạn có thêm nhiều cơ hội. Đây là vận may của bạn, hãy nắm lấy và đừng bỏ lỡ nhé. Với người làm công ăn lương, cơ hội để bản mệnh tăng tiến công danh, quyền lực đã đến rồi, đòi hỏi bạn phải tập trung cao độ. Tuy nhiên, đừng vì lợi ích của mình mà quên đi người khác. Nhớ rằng việc bạn làm nên mang lại niềm vui cho nhiều người nhất có thể, nếu không sự ích kỷ của bạn sẽ phải trả giá trong tương lai. Về phương diện tài lộc, người tuổi Bính Ngọ lúc này rủng rỉnh tiền bạc, nhiều người có đủ tiền để mua nhà cửa, xe hơi cho mình, thế nhưng bên cạnh đó cũng có những rắc rối khó lường mà bạn chớ chủ quan nhé. Bản mệnh nhớ rằng, cuộc sống mà chỉ theo đuổi mục tiêu tiền bạc thì quá nhạt nhẽo, thực tế là không ít người giàu có sung sướng, nhưng vẫn luôn cảm thấy trống rỗng không mục tiêu. Tử vi tháng 7 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch, tam bích bay về phương Tây Nam, mệnh chủ dễ vướng vào những rắc rối khó tránh thắng cô hồn này. Nếu không cẩn thận, mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ hơn hoặc dính dáng đến pháp luật hay kiện tụng nữa. Thực tế là có rất nhiều người không đáng tin, thậm chí là người thân cũng có thể mượn tiền của bạn nhưng không chịu trả. Thế nhưng con giáp tuổi Bính Ngọ cũng phải biết chọn mặt gửi vàng, có giấy tờ ghi lại rõ ràng, nhằm hạn chế tối thiểu rắc rối liên quan đến chuyện tiền nong nhé. Về phương diện tình cảm, tử vi tháng 7 năm 2024, tuổi Bính Ngọ âm lịch, vận trình tình cảm của bản mệnh có nhiều bất ổn. Riêng với những ai đã có đôi hoặc đã lập gia đình, việc dành quá nhiều thời gian để theo đuổi sự nghiệp khiến bạn phải bỏ bê chuyện tình cảm là điều dễ hiểu. Nếu một nửa của bạn là người không chịu thông cảm, thì hai người dễ gặp rắc rối, thường xuyên xảy ra tranh cãi. Ngũ hành xung khắc cho thấy, việc đặt công việc lên trên tình cảm đôi khi không thực sự sáng suốt, mối quan hệ căng thẳng, thậm chí là lạnh nhạt, cũng sẽ phần nào hút năng lượng của bạn, gia tăng sự mệt mỏi. Về phương diện sức khỏe, tử vi tháng 7 năm 2024, tuổi Bính Ngọ âm lịch cho thấy, lúc này đã sang đại thử, tiết khí này sẽ khiến tỳ của bản mệnh dễ bị tổn thương. Do đó phải chú ý hơn tới sức khỏe, khi cảm thấy sức đề kháng giảm thì tìm cách để gia tăng bằng việc ăn những đồ ăn phù hợp, nghỉ ngơi thường xuyên, đi ngủ đúng giờ. Ngoài ra, thời gian này vì lịch trình bận rộn nên bản mệnh thường xuyên phải đi ra ngoài lúc trời nóng nực giữa nhiệt độ cao, dễ bị cảm nắng. Gặp các chứng bệnh về da nên chuẩn bị áo chống nắng, kính mát, khẩu trang đầy đủ để che chắn, tối thiểu tác động của ánh nắng lên cơ thể của bạn khi đi ra ngoài. Tuy nhiên, ở mặt nào đấy, không ít con giáp tuổi Bính Ngọ đang cố duy trì lối sống lành mạnh. Họ hiểu rõ vốn quý của một thân thể khỏe mạnh nên tập trung cải thiện với hy vọng mình có thể sống lâu, gia tăng tuổi thọ. Và bây giờ là vận trình chi tiết từng tuần và cẩm nang vượng vận của tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, đúng tháng 7 âm lịch. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 7 âm lịch. Tuần này tuổi Bính Ngọ nên lưu tâm về phương diện tiền bạc, đầu tháng đi đâu nhớ bảo quản tài sản cá nhân cẩn thận, kẻo mất trộm lúc nào không hay. Làm ăn cũng không được may mắn như ý muốn nên chớ dại mà đầu tư lớn. Công việc tuần này gặp thiên tài nên mới đầu phát triển khá nhanh, may mắn hơn mong đợi, nhưng có duy trì được may mắn hay không đều phụ thuộc ở bạn. Người sống càng khiêm tốn, biết ăn chơi có điều độ thì công việc mới phát triển đều đều và ngược lại. Hung tinh đại hao cảnh báo, tiền bạc tuần mới không may mắn, khó kiếm tiền lại còn dễ thất thoát, sức khỏe dạo gần đây không ổn nên tiêu khá nhiều tiền cho thuốc men, bệnh viện. Làm ăn thì khó khăn, chật vật, nợ thì không được trả, chạy vạy khắp nơi. Con giáp tuổi Bính Ngọ cũng sẽ phải đối mặt với những chuyện buồn trong tình cảm trong thời gian này. Bạn đang chìm đắm trong hạnh phúc nên không để tâm đến những nguy cơ có thể xảy ra bất cứ lúc nào với mối quan hệ của mình. Nguy hiểm hơn là có kẻ thứ ba chen chân vào gia đình. Quý nhân, Thìn, Tỵ, tiểu nhân, Sửu, Dần. Màu sắc may mắn, đỏ, xám. Con số phát tài, 01, 28, 92. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 7 âm lịch. Tuần mới, từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng 7 năm 2024, tuổi Bính Ngọ không phải lo lắng,
mệt mỏi. Vận trình tình duyên và công việc khởi sắc hơn trước, đi đến đâu có người yêu quý đến đó, đặc biệt là các bạn nữ có duyên trong cách ăn nói khiến bao người nể bạn. Cát tinh thái âm trợ mệnh, giúp tuổi Bính Ngọ may mắn trong công việc, đặc biệt là những bạn đang làm trong lĩnh vực phải di chuyển, vận động nhiều. Đầu tuần, đến giữa tuần càng vất vả, bôn ba xông xáo, thì thu hoạch càng lớn, càng được khách hàng ủng hộ, sếp tin tưởng. Vận tài lộc trong tuần khá sáng, bản mệnh có nhiều cơ hội kiếm tiền, nằm ngay trong tầm tay, đặc biệt là ngày giữa tuần, bạn không phải lo lắng gì hết. Chỉ cần tập trung vào làm tốt việc của mình, thì chắc chắn ông trời sẽ không phụ lòng người, tiền thưởng cho sự cố gắng khá hậu hĩnh. Tuy nhiên, mặt tình cảm vì lâm thương quan nên chủ yếu nói về trục trặc trong gia đình, cha mẹ và con cái dễ có xích mích tranh cãi không hiểu nhau dẫn đến chiến tranh lạnh. Người làm cha, làm mẹ có lẽ cần có thời gian tâm sự và đi chơi với con nhiều hơn để gia đình yên ấm. Quý nhân, Hợi, Dần, tiểu nhân, Mùi, Thân, màu sắc may mắn, nâu, xanh, con số phát tài, 33, 62, 97. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 7 âm lịch. Tuần này là tuổi Bính Ngọ, sẽ phải bươn trải và chạy khá nhiều để có được cuộc sống an nhàn, ở một chỗ thì đói. Phải tự thân vận động thì mới có cái để bỏ vào miệng, càng xông pha thì vận trình của bản mệnh càng may mắn đừng ngại. Nhờ có dịch mã cát tinh nên đầu tuần là thời điểm cát khí vượng, vận may tăng tiến, rất thích hợp cho các hoạt động cầu tài, mở cửa hàng, khai trương, công việc thuận lợi hơn người, con giáp này nên đi công tác, làm ăn xa hoặc chuyển việc sẽ được nhân đôi may mắn. Trong tuần có thực thần nâng đỡ nên con giáp này cũng dễ có lộc bất ngờ, tuy tiền bạc không quá dồi dào nhưng Bính Ngọ hay được mời đi ăn, cho quà hoặc có tiền thưởng hoa hồng, bạn xứng đáng có được những điều đó vì thái độ sống tuyệt vời trong thời gian qua. Đường tình duyên không có nhiều biến động, một gia đình ấm êm, hạnh phúc hòa thuận, nhưng bạn cũng không nên quá tập trung cho công việc mà quên sao nhãng tổ ấm của mình, hãy quan tâm và chia sẻ nhiều hơn với con cái, điều đó không chỉ giúp gia đình thêm vui vẻ mà bạn cũng thấy nhẹ nhõm trong tâm hồn. Quý nhân, Thìn, Mão, tiểu nhân, Tý, Hợi, màu sắc may mắn, hồng, trắng, con số phát tài, 22, 47, 90. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 7 âm lịch. Đầu tuần có vẻ hơi khó khăn với tuổi Bính Ngọ, nhưng giữa tuần thì may mắn gấp đôi, những chuỗi ngày gian nan vất vả của bạn sắp qua đi, nhường chỗ cho sự thăng tiến, đặc biệt là nam tuổi Bính Ngọ, mọi mặt đều như ý vẹn toàn. Cát tinh Thái Dương mang đến tin vui cho công việc của con giáp này, người tuổi Bính Ngọ đi làm ăn xa được nhiều may mắn, làm ăn phát đạt nhất là với nam giới, bạn có tiếng nói trong công việc, không sợ tiểu nhân ức hiếp, càng bị đè nén, càng phát huy được năng lực thực sự. Lộc trong tuần khá ổn, cả nguồn thu chính và phụ cùng tăng, điều này có nghĩa dù làm công ăn lương hay buôn bán kinh doanh cũng đều có thu nhập tốt. Tuổi Bính Ngọ hãy xác định lại mục tiêu phía trước của mình, tranh thủ kiếm tiền thì tuần này là thời điểm đẹp nhất. Tuy nhiên, đường tình duyên có thương quan tác động nên không được may mắn, tuần này bên nội nhà bạn sẽ xảy ra trục trặc, có xích mích nhỏ, làm gì cũng vấp phải khó khăn. Bên cạnh đó, tuổi này cần phải học cách nhìn người, đừng để vẻ hào nhoáng bên ngoài đánh lừa. Quý nhân, Tuất, Dậu, tiểu nhân, Tỵ, Mão, màu sắc may mắn, tím, vàng, con số phát tài, 33, 51, 84. Sau đây, Minh Đường Tử Vi xin được tiết lộ với quý vị về những tháng sinh may mắn nhất của tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966, trong tháng 7 âm lịch, đeo vàng nặng cổ, phát tài rực rỡ, viên mãn, không ai sánh bằng, hãy đón xem đó có phải là tháng sinh của mình hay không quý vị nhé. Vận mệnh của người tuổi Bính Ngọ, sinh tháng 1 âm lịch. Xem vận mệnh người tuổi Bính Ngọ, theo tháng sinh âm lịch, tháng riêng rơi vào tiết Tân Xuân, không khí tràn đầy năng lượng, sinh khí dồi dào. Nên người tuổi Bính Ngọ sinh vào thời điểm này, trong năm cũng được hưởng lây nhiều điều tốt đẹp, họ sống lạc quan, phóng khoáng, thích kết giao bạn bè, giỏi xã giao. Người tuổi này sinh vào tháng 1 âm may mắn, được lục thân tương trợ, lại thêm quý nhân luôn ở sát bên chỉ lối dẫn đường, nên cả đời không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền. Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của người này lại nằm ở chỗ, tuy tính tình cương trực, nhưng có phần hơi bảo thủ, an phận thủ thường, không có chí cầu tiến, không ham học hỏi, họ dễ dàng thỏa mãn với những gì mình đang có, cũng dễ dàng chấp nhận những quy tắc, quy định được đặt ra. Song về cơ bản thì người này vẫn có phúc khí đủ đầy, cuộc sống sung túc, niềm vui lớn nhất của họ chính là được thoải mái, tự do kết bạn, có bạn bè khắp tứ phương. Vận mệnh người tuổi Bính Ngọ sinh tháng 3 âm lịch.
Trong năm, tháng 3 âm lịch rơi vào tiết Thanh Minh, người tuổi Bính Ngọ sinh tháng 3 âm là người được phúc âm bảo hộ, thiên tư thông minh đĩnh ngộ, có tài văn chương, cũng giỏi tài thao lược. Chú ngựa này tính tình thẳng thắn, trung thực, lòng dạ bao la, có nhiều tham vọng và lý tưởng trong đời, mơ ước cao xa. Song người tuổi Bính Ngọ này luôn cố gắng hết mình để biến ước mơ thành hiện thực, dù thành công nhưng không khoa trương, không kiêu căng, được nhiều người ngưỡng mộ, danh tiếng vang khắp gần xa. Trong đời họ có nhiều quý nhân, ở nhà có tiền bối, gia phụ chỉ giáo, ra ngoài có quý nhân tương trợ, cuộc đời người này không phải trải qua đại nạn, làm chuyện gì cũng dễ dàng thuận lợi, đường nhân duyên tốt, có tài xã giao, khiến người khác tin tưởng vào bản thân. Vận mệnh người tuổi Bính Ngọ, sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Hạ trong năm, người tuổi Bính Ngọ sinh vào thời điểm này khá vất vả, cuộc đời lận đận vất vả phải chịu nhiều trắc trở khó khăn, họ không có sự nghiệp thành công lẫy lừng. Nhưng bù lại giữ được bình an, dù gặp nhiều cản trở, nhưng không vì thế mà họ nản lòng, ngược lại càng thêm quyết tâm giữ cho mình lòng nhiệt tình và ý chí kiên cường. Mọi thứ mà họ có được trong đời đều do chính mình làm ra, chứ không nhờ cậy được ai. Đứng trước khó khăn, họ tự động viên bản thân dũng cảm vượt qua, tự lực cánh sinh chiến đấu một mình, nhờ thế mà cũng không ít lần gặp dữ hóa lành, giành lấy những gì mình muốn. Nam và nữ mệnh tuổi Bính Ngọ, sinh tháng 4 âm rất giỏi kiếm tiền, chỉ hiềm không biết cách giữ tiền, tiền vào nhiều mà ra cũng nhiều không kém. Thu nhập lên xuống thất thường, không có tích lũy tiết kiệm gì cho bản thân, không có người thân giúp đỡ. Người này phải cố gắng hơn bình thường gấp nhiều lần, những điều đó rèn rũa cho họ ý chí sắt đá hơn người, tâm tính như nước, chẳng vì hiểm nguy trước mắt mà dao động, nếu biết tận dụng, nắm bắt thời cơ thì có thể gây dựng được sự nghiệp cho mình. Vận mệnh người tuổi Bính Ngọ sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm trong năm là tiết đại tuyết, vận mệnh người tuổi Bính Ngọ sinh tháng 11 âm cũng như nhuốm màu băng tuyết, khó có được sức sống của mùa xuân, họ phải bôn ba xuôi ngược, không được người thân giúp đỡ, cũng chẳng có tổ nghiệp tương trợ. Người này tính tình hòa nhã, trung thực, tiền vận gặp nhiều rắc rối đa đoan, lúc nào cũng hẩm hiu đơn thương độc mã. Cuối năm 28, 29 tuổi, vận thế mới dần tốt lên, 35, 36 đến năm 40 tuổi, vận khí vượng khai, xuân về hoa nở, thành công rực rỡ. Đó là nhờ họ không nản lòng trước hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực hết mình để thay đổi hiện tại mà có được. Ban đầu vị trí xã hội tuy nhỏ, nhưng về sau có thể làm nên chuyện lớn, gây dựng lại tổ nghiệp lẫy lừng, như cây khô gặp mùa xuân đâm chồi nảy lộc. Các vật phẩm phong thủy mang lại may mắn, tài lộc cho tuổi Bính Ngọ 1966. Năm sinh 1966 thuộc mệnh thủy, tuổi Ngọ trong hệ thống can chi và ngũ hành của phong thủy Đông Á tương ứng với hành hỏa. Tuy nhiên, nạp âm của tuổi Ngọ là thủy, khi thủy từ hỏa mà được gọi là thiên hà thủy. Mệnh tương sinh và tương khắc. Mệnh tương sinh, tuổi Bính Ngọ tương sinh với mệnh kim. Điều này tạo điều kiện thuận lợi cho sự thịnh vượng và may mắn. Mệnh tương khắc, tuổi Bính Ngọ tương khắc với mệnh thổ. Điều này có thể dẫn đến những thức thức và trở nên sợ hãi. Màu tương sinh và tương khắc. Màu bản mệnh, đen, xanh. Màu tương sinh, trắng, bạc. Đây là những màu sắc có thể tạo sự cân bằng và hỗ trợ cho người tuổi Bính Ngọ. Màu tương khắc, nâu, vàng. Những màu sắc này có thể đại diện cho những thức thức và trở nên sợ hãi mà người tuổi Bính Ngọ có thể gặp phải. Quý vị thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy mà bạn có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho tuổi Bính Ngọ 1966. Tượng ngựa Lam Ngọc. Ngựa, với hình ảnh tượng trưng cho sự nhanh nhẹn và mạnh mẽ, thường được xem là biểu tượng của sự thành công và sự phát triển. Đối với những người sinh năm 1966, tượng ngựa mang ý nghĩa về sự nỗ lực và phấn đấu trong cuộc sống. Hình ảnh của ngựa thể hiện tinh thần không ngừng cố gắng vượt qua khó khăn và đạt được mục tiêu. Tượng ngựa cũng có khả năng tạo ra sự cân bằng và sự uy tín trong môi trường xung quanh. Ngựa trong phong thủy còn được coi là biểu tượng của sự tự do và khả năng tự quyết định. Biểu tượng cho khả năng điều khiển và kiểm soát cuộc sống của mình, tượng ngựa có thể giúp người tuổi 1966 thể hiện sự lãnh đạo và sự độc lập trong các tình huống. Bên cạnh đó, tượng ngựa cũng có thể mang lại may mắn và thành công trong các lĩnh vực như sự nghiệp và tài chính.
Việc đặt tượng ngựa trong khoảng thời gian không làm việc hoặc phòng khách có thể tạo ra một luồng năng lượng tích cực và thu hút những cơ hội tốt đẹp. Tượng thiềm thừ. Đối với những người sinh năm 1966, thiềm thừ có ý nghĩa về sự thu hút tài lộc và may mắn. Hình ảnh của nó không thể hiện khả năng tạo ra nguồn tài chính ổn định và khả năng thăng tiến trong sự nghiệp. Thiềm thừ cũng có khả năng thu hút những cơ hội tốt đẹp và tạo nên môi trường tài chính tích cực. Ngoài ra, thiềm thừ trong phong thủy còn được xem như một biểu tượng của sự bảo vệ và an toàn. Người ta tin rằng thiềm thừ có khả năng xua đuổi những năng lượng tiêu cực và bảo vệ ngôi nhà, môi trường sống khỏi sự xâm phạm của những yếu tố không tốt. Bên cạnh đó, thiềm thừ cũng có thể mang lại sự hòa hợp và cân bằng trong mối quan hệ gia đình và tình cảm. Đặt thiềm thừ trong không gian sống có thể tạo ra một dòng năng lượng bình an và hài hòa, giúp người tuổi 1966 tận hưởng cuộc sống an lành và hạnh phúc. Tỷ hưu. Tỷ hưu, với ngoại hình kỳ lạ và biểu tượng cho sự bất khả chiến bại, thường được coi là biểu tượng của sức mạnh và sự đánh bại những kẻ trở nên sợ hãi. Đối với những người sinh năm 1966, tỷ hưu có ý nghĩa về sự bảo vệ và hóa giải những tình huống tiêu cực. Hình ảnh của nó không thể hiện khả năng đẩy lùi những năng lượng xấu và ngược lại mang đến sự bình an và hạnh phúc. Tỷ hưu cũng được coi là biểu tượng của may mắn và tài vận, giúp tạo nên cơ hội và thịnh vượng trong cuộc sống. Ngoài ra, tỷ hưu trong phong thủy còn được coi là biểu tượng của hóa giải hung khí và xua đuổi những yếu tố tiêu cực. Người ta tin rằng tỷ hưu có khả năng giúp giải quyết những vấn đề khó khăn và mang lại may mắn và thịnh vượng. Bên cạnh đó, tỷ hưu cũng có thể mang lại sự cân bằng và hòa hợp trong mối quan hệ và tình cảm. Đặt tỷ hưu trong không gian sống có thể tạo ra một luồng năng lượng tích cực và bảo vệ ngôi nhà khỏi những yếu tố tiêu cực. Phật bản mệnh. Bồ Tát Đại Thế Chí, với hình ảnh của một vị Bồ Tát đang trì tụng và hiện ra với lòng nhân ái đón nhận mọi sinh linh, thường được coi là biểu tượng của lòng từ bi và tình thương không biên giới. Đối với những người sinh năm 1966, Bồ Tát Đại Thế Chí mang ý nghĩa về sự hướng dẫn và bình an. Hình ảnh của Bồ Tát thể hiện tinh thần hướng đạo và giúp đỡ trong cuộc sống, giúp họ tìm ra con đường đi đúng đắn và thoát khỏi những khó khăn, khuyến người tuổi 1966 phát triển một tâm hồn nhân ái và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Ngoài ra, Bồ Tát Đại Thế Chí trong phong thủy còn được coi là biểu tượng của sự bình an và hạnh phúc. Hình ảnh của Bồ Tát có thể tạo ra một luồng năng lượng tích cực trong môi trường sống, giúp người già 1966 tìm thấy niềm vui và sự yên bình. Bên cạnh đó, Bồ Tát Đại Thế Chí còn có khả năng thể hiện khả năng nhìn thông minh và trí tuệ minh mẫn. Việc thực hành tâm hồn và tìm hiểu về tư duy đạo lý từ Bồ Tát có thể giúp người tuổi 1966 phát triển sự thông thái và nhận thức sâu sắc về cuộc sống. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 7 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.